Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Elboy Channel. Và đây là Redmi K50 Ultra. Với sản phẩm Redmi K50 Ultra này thì cứ phải gọi là ultimate cái cấu hình ở trong tầm giá luôn các bạn ạ. Con này tầm giá của nó chưa đến 2 rách mà các bạn có 8 Plus Gen 1, màn hình 144Hz, sạc 120W. Rồi tất cả những thứ gọi là ngon nhất trên quả đất này thì Xiaomi đã gom hết vào con Redmi K50 Ultra này. Và trong video ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình đập hộp, xăm soi, review khá là chi tiết về em Redmi K50 Ultra để coi là ngoại trừ những cái điểm cộng như thế thì K50 Ultra nó có điểm trừ ra sao và có nên chốt hạ em này hay là không. Trước khi bắt đầu video thì mình rất cảm ơn Mobile City đã hỗ trợ mình sản phẩm này để thực hiện video cho các bạn. Bạn nào quan tâm về Redmi K50 Ultra với mức giá tốt nhất có thể tham khảo thông qua đường link ở ngay bên dưới nhé. Mobile City hình như họ có mở shop Shopee là Mobile City Sài Gòn ấy, thì nếu bạn nào mà quan tâm thì có thể tham khảo đường link bên dưới. Còn bây giờ thì hãy đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ok, đây là hộp của K50 Ultra. Mới đầu nhìn vào thì mình cứ tưởng rằng con này là K50 thường, tại vì cơ bản là nó không có một cái chữ Ultra nào cả, ngoại trừ một cái dòng chữ tiếng tàu màu vàng ở đây. Và phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản 12 256GB bộ nhớ trong nha các bạn. Nói chung là với con K50 Ultra này thì cái phiên bản bộ nhớ RAM ROM của nó thì cứ phải gọi là mắc binh luôn. Tại vì thấp nhất ấy thì các bạn cũng đã có là 8/128 và cái phiên bản bèo bèo cũng sẽ là 8/256 rồi. Và phiên bản 8/256 thì đang mức giá khoảng tầm là chục củ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ khám phá về cái phụ kiện ở bên trong. Nói chung á, là mang tiếng là khám phá phụ kiện thôi, nhưng mà gần như các bạn đã biết là cái combo phụ kiện thần thánh của Xiaomi thì các bạn đã bao gồm những gì rồi. Bên trong các bạn sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng này, và ốp lưng của em này sẽ là ốp silicone nha các bạn. Và để mình cho các bạn xem coi là ốp này là ốp silicone và loại silicone trong chứ không phải là ốp silicone nhám. Ôi trời đất ơi, không biết khi nào Xiaomi mới thay đổi thành cái ốp silicone nhám anh em nhỉ. Vì cơ bản là với những cái ốp silicone trong như thế này thì sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ ố vàng, nhìn nó rất là tởm, bám mồ hôi, dấu vân tay thì cứ phải gọi là cực kỳ khủng khiếp luôn. Và phụ kiện bên trong thì không thể thiếu được một cái combo gọi là sạc 120W thần thánh của nhà Xiaomi, bao gồm một củ 120W USB và một cái sợi cáp 120W đến từ nhà Xiaomi. Còn nói đến chiếc điện thoại của chúng ta ấy, thì đây là con Xiaomi Redmi K50 Ultra. Và mình thề với các bạn luôn, không hiểu kiểu gì Xiaomi có một cái cách làm điện thoại cứ phải gọi là quá quen. Tức là nổi này úp vung kia, nổi kia úp vung này. Thì cái con này này, cái ngoại hình của nó là 1:1 với lại con Xiaomi 12T các bạn ạ. Các bạn thấy không? Đầu tiên nhé, nói về thiết kế đi. Cái phần mặt sau của nó này, màu y chang con 12T luôn. Nhìn qua mặt sau thì đố bố ông nào biết được đâu là 12T và đâu là Xiaomi K50 gọi là 5 Ultra. Đây, mình sẽ để cả hai con ở trên màn hình để cho các bạn có thể thấy. Một bên là Xiaomi 12T này, một bên là K50 Ultra. Phải nói rằng là nó quá giống đúng không các bạn. Về cụm camera ấy, thì các bạn sẽ có camera chính, đó là 108 chấm ở cái phần mặt lưng. Và camera này ngon nha, ngon nha, 108 chấm, có chống rung quang học EOS, có camera ultra wide 8 chấm, khả năng quay video 4K 60fps, quá ngon. Còn về phần mặt lưng, thực sự nhá, Xiaomi làm mặt lưng nhám thì cũng tốt đấy, nhưng mà với cái mặt lưng này thì nó có điểm trừ cũng nhiều. Tức là cái mặt lưng nhám của Xiaomi họ không được cái độ nhám tốt lắm, nó vẫn hơi bị bóng bóng một tí xíu. Nên là các bạn thấy này, khi mà mình cua tay qua lại một chút xíu thôi thì nó đã bám rất nhiều những cái mồ hôi, dấu vân tay ở trên cái phần mặt lưng của sản phẩm này rồi. Thế nên á, đây mình thấy rằng là hy vọng Xiaomi sẽ fit lại ở những cái sản phẩm trong thế hệ Redmi K60 đang được ra mắt. Tại vì trong lúc mà mình quay video này thì ngày 27. Còn cái phần khung viền của em này thì nó cũng tương tự như là con Xiaomi 12T luôn. Cái khung viền của sản phẩm này thì nó sẽ được làm từ chất liệu, đó là nó không chính xác là kim loại, nhưng mà cái độ cứng của nó thì không hề thua kém kim loại nha các bạn. Nó chỉ là chất liệu gì đó nhựa pha với một chút kim loại thôi, giúp cho khả năng bắt sóng của nó tốt hơn. Nó không có những cái vạch anten ở xung quanh cái phần cạnh viền này. Bên dưới thì bạn sẽ có ở đây là cục sạc Type-C 120W này. Loa ngoài của em này sẽ là loa kép. Và cái vị trí đặt loa của con Xiaomi Redmi K50 Ultra này thì nó vẫn tu bịt giống như là những con Xiaomi khác. Tức là đặt loa bất cân đối, nên là khi mà chúng ta cầm vào tay, bịt luôn một cái loa bên trái hoặc là bên
bên dưới. Và với những phần tiếp theo ấy, thì các bạn sẽ có ở đây là một cái khe SIM. Và với em này thì nó sẽ không hỗ trợ microSD nên là các bạn sẽ không thể nào dùng thẻ nhớ được. Thì cơ bản là bộ nhớ trong của em này nó đã quá là cao rồi. Thì cảm giác cầm nắm của em này khá là tốt, ôm tay, không có bị quá cấn giống như là những con có thiết kế vuông vức. Tuy nhiên thì với chiếc máy này nó không phải là quá nhẹ. Tức là nếu như các bạn nào mà cần một chiếc máy nhẹ, cảm giác cầm nắm nó nhẹ nhàng ấy, thì chắc là không nên lựa chọn sản phẩm này vì trọng lượng của nó là hơn 200g. Ok, còn đến với lại cái phần mặt trước của con K50 Ultra này thì nó sẽ được trang bị một cái option màn hình mà mình cứ phải gọi là marketing luôn. Đầu tiên á, là tấm nền OLED, các bạn sẽ có độ phân giải là gần 2K các bạn ạ. Chính xác hơn là 1220 x 2712 pixel. Và các bạn sẽ có tần số quét đó là 144Hz. Với cái màn hình này thì mình nghĩ rằng đây là cái màn hình chất lượng nhất ở trong tầm giá mà các bạn có thể tìm thấy rồi. Tại vì cơ bản em này hỗ trợ lên đến là 68 tỷ màu. Nói chung là nghe 68 tỷ màu thì căng phết, căng thật sự luôn ấy. Nhưng mà thực tế thì khi mà mình dùng thì nó cũng không phải là quá wow. Ok, điểm cộng của cái màn hình này là viền màn hình của nó rất là mỏng ở trên và ở phía dưới. Và điểm tiếp theo là cái camera đục lỗ của con này này, nó rất là bé luôn đấy các bạn. Thực sự là nó quá bé luôn đấy. So với lại con Xiaomi 13 mà mình đang có ở đây thì thực sự con Mi 13 này, các bạn thấy không? Mi 13 có phần là nó còn to hơn cả con K50 Ultra mình đang có trên tay. Và nói về cái phần mềm ở bên trong ấy, thì với sản phẩm này, đây là một cái sản phẩm hàng nội địa. Và hàng nội địa Xiaomi thì như các bạn đã biết rồi, nó có rất là nhiều vấn đề ở yếu tố phần mềm. Thứ nhất là nó không được full tiếng Việt. Về những cái giao diện mà mình đang có ở đây thì nó chỉ là Việt sắp lại một vài thành phần thôi. Những cái quan trọng ở bên trong thì có thể là nó vẫn dính một vài cái dòng chữ tiếng Anh. Ví dụ như là cái Bluetooth này, rồi cái chế độ máy bay này, tự động điều chỉnh màn hình này. Đó thì nó vẫn là tiếng Anh đúng không? Và khi các bạn hút từ dưới lên thì đó là tiếng Trung. Vì cơ bản cái sản phẩm này là hàng nội địa nên là những cái app tìm kiếm của nó thì đều là Baidu, rồi Weibo, các kiểu rất là mệt. Và để có thể là chuyển qua tiếng Việt như vậy ấy, thì chúng ta sử dụng đến một cái app có tên là Set Edit. Thì cái app này nó sẽ đổi cái tên miền, tên cái ngôn ngữ sang là VI và VN để có thể là đổi sang được tiếng Việt. Đó thì với những cái app mà chúng ta cài từ bên ngoài vào, và thậm chí là một vài cái app mặc định của máy thì nó sẽ có tiếng Việt. Còn với những cái app ở bên sâu bên trong ấy, thì chúng ta vẫn không làm được điều này. Và với phần mềm của Xiaomi ấy, thì mình thấy rằng là nó quá kém về cái sự tối ưu. Cái đầu tiên mà mình thấy rằng là quá mệt với lại Xiaomi đó chính là tre thông báo. Các bạn cứ tưởng tượng rằng là với một chiếc điện thoại của nhà Xiaomi, đặc biệt là như con K50 Ultra mình đang có ở đây, thì nó gần như không nhận được bất cứ một thông báo Messenger hoặc là Gmail nào cả. Khi các bạn thoát ra khỏi Messenger hoặc là thông báo Gmail hoặc là một thời gian nhất định rồi thì các bạn sẽ không nhận được bất cứ một cái thông báo cuộc gọi, tin nhắn nào, thậm chí là có email mới đến cũng không nhận được luôn. Thì cái điều này là do cách Xiaomi họ tối ưu hóa phần mềm để tiết kiệm pin, nhưng mà đồng thời cái cách tối ưu hóa phần mềm đó cũng bóp nghẹt những thông báo ứng dụng luôn. Tức là nó sẽ ngắt và đóng băng ứng dụng hoàn toàn, nên là ứng dụng sẽ không hoạt động để có thể nhận được những cái truy cập mới, những cái thông báo mới, những cái thông tin mới, nên là các bạn sẽ không có bất cứ một thông báo nào luôn. Và cái tình trạng này thì mình đã gặp trên con K50 Ultra, đồng thời mình cũng đã gặp trên con gọi là Xiaomi 13 mình đang có ở đây. Phải nói rằng là mình rất khó chịu về điều này. Ok, và với cái điều này thì mình nghĩ rằng là không được fit ở trong những bản update tiếp theo đâu. Tại vì con Xiaomi 13 mình đang dùng nhá, nó thậm chí là MIUI 14 rồi mà vẫn còn tồn tại, thì thực sự đây gọi là một cái tính năng của nhà Xiaomi rồi. Ok, ngoài ra nữa là về phần mềm, Xiaomi tối hóa không ngon. Không ngon ở cái điểm là PUBG, một chiếc máy mà có hiệu năng cực kỳ khủng khiếp, nhưng mà nó không bật được 90fps, thế nên là trải nghiệm chơi game của nó sẽ không thể nào mà mượt bằng so với những sản phẩm khác. Ngoài ra những tựa game như là Tốc Chiến cũng không bật được tần số quét cao là 90 hay là 120fps, nên là khi chơi game thì mình thấy rằng là mình bị thua thiệt so với những thương hiệu khác. Thì các bạn thấy rằng là bây giờ so với S20 nhé, ra mắt khoảng tầm 3-4 năm rồi mà vẫn bật được 120fps, Oppo như con Reno 8 Pro vẫn bật được 90fps, anh em thấy có cay không ạ? Đấy, thực sự phải nói rằng là Xiaomi đang quá kém ở trong cái khoản là tối ưu hóa phần mềm, về cái phần là thông báo này, rồi cũng như là tối ưu hóa ứng dụng làm sao để có thể là bung được hết hiệu năng của máy, thì đó là cái điểm trừ. Ok, còn với cái điểm tiếp theo ấy, đó chính là cái phần điểm cộng. Cái điểm cộng lớn nhất ấy, là em này có một cái hiệu năng quá khủng. Nó được trang bị con chip là Snapdragon 8 Plus Gen 1, và đây là điểm số mà nó đạt được với phần mềm chấm điểm AnTuTu.
các bạn thấy rằng là điểm số của em nó lên đến là 1.094.000 điểm, nói chung là 1.001.000 đấy. Thì với cái số điểm này thì mình xin tự tin khẳng định và sấp mặt bất cứ một con điện thoại nào trong tầm giá 10 triệu, kể cả chính hãng, sách tay, tất cả các thể loại luôn. Vì với con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, anh em muốn mua nó với mức giá rẻ nhất thì các bạn phải bỏ ra số tiền khoảng tầm là trên 15 triệu mới có thể là mua được. Còn với 10 triệu, 10 củ khoai nhé, không có bất cứ một chiếc máy nào có được trang bị con chip này luôn. Đó, ngoài ra với số tiền như vậy các bạn sẽ nhận được một cái dung lượng RAM và ROM rất là lớn, là bèo bèo là 256GB bộ nhớ trong và phiên bản 8GB rồi. Nếu các bạn cần ấy, có luôn cả phiên bản 12GB và mức giá không chênh lệch nhau bao nhiêu cả. Thì mình thấy rằng đây là cái điểm cộng lớn nhất và cái điểm ăn tiền lớn nhất của em này, đó chính là nó đè bẹp về thông số ở so với tất cả những sản phẩm khác ở trong tầm giá. Và về cái thông số khủng như vậy thì đương nhiên là cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta cũng rất là ngon rồi, và gần như trong quá trình mà chúng ta sử dụng không biết lag là gì luôn. Vì tất cả những ứng dụng như là đóng mở app này, tin nhắn này, Zalo này, YouTube các kiểu nó mở rất nhanh, vì cơ bản là em này cấu hình đã mạnh rồi, tốc độ đọc ghi bộ nhớ của nó là UFS 3.1 nên là cũng rất là nhanh nữa anh em ạ. Thêm một yếu tố nữa là cấu hình của nó quá mạnh nên là khi mà chúng ta chơi những con game như là Liên Quân này, Standoff này, Tốc Chiến này, Genshin Impact này, PUBG Mobile, anh em cứ tự tin khẳng định luôn là max setting 60fps mượt thật sự luôn. Và đối với cá nhân mình thì mình thấy rằng là mình không thể nào chê được về phần hiệu năng của em này. Cái phần hiệu năng của nó đã gánh, phải gọi là gánh còng lưng tất cả những thứ còn lại. Chỉ duy nhất một điều là em nào không chơi được tần số quét cao thế thôi, chứ còn mà những cái như là về trải nghiệm game có lag hay không thì anh em thoải mái nhá, em này gọi là không biết lag gì luôn. Còn đến với một điểm nữa mình cần chia sẻ với các bạn, đó chính là nó có nóng hay không. Thì với con này các bạn có thể để ý ở cái số điểm AnTuTu nhá, nó thu được là 1.094.000, nhưng mà quan trọng nhất ở là cái phần nhiệt độ khi mà chúng ta chấm điểm AnTuTu này, nó chỉ dao động khoảng tầm 41 độ thôi, và nó chỉ tăng từ 32 đến 41, tức là cái nhiệt độ chấm điểm AnTuTu chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 41, và cho dù là mắc pin lên là 45 độ đi thì cái nhiệt độ của nó vẫn khá là mát các bạn ạ. Thật sự là khá là mát với một con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ok, đến với cái điểm tiếp theo, đó chính là về phần camera. Thì với cái phần camera của con gọi là Xiaomi K50 Ultra này thì mình thấy rằng khá tốt. Cái tốt đầu tiên là mình thấy rằng là camera selfie của em nó. Camera selfie của Xiaomi dạo này tốt thật sự các bạn ạ. Zoom vào cái mặt của mình, chụp trong điều kiện ánh sáng bình thường, ánh sáng phòng nhá. Chi tiết đến vẫn ngon này, nhìn nó vẫn đẹp và đã xử lý bớt đi những cái gọi là những cái xấu ở trên cái mặt của mình rồi. Nhìn vào là có thể up Facebook luôn đấy. Và đây là tấm ảnh khác chụp trong điều kiện ngược sáng hơn một chút, và các bạn thấy không? Là màu sắc chi tiết cái phần vùng mặt của mình lên vẫn quá ngon với camera selfie 20 chấm đặt ở cái phần mặt trước. Và mình tự tin rằng là trong những điều kiện ánh sáng ngoài trời, ánh sáng tốt ấy, thì con này camera selfie của nó còn best hơn nữa. Còn nói về cái phần camera sau của em này thì chi tiết của con K50 Ultra này nó chụp ra khá là ngon các bạn ạ. Và khả năng chụp ảnh xóa phông của nó cũng khá là tốt. Mình chụp ảnh cái chậu cây này, nó gần như nó không làm gì nhiều luôn. Đó, chụp ảnh tách bạch chủ thể rất là ngon. Và với những điều kiện khác mình chụp ở đây, các bạn có thể đánh giá về cái chất lượng chụp của nó nhé. Nói chung là đối với cái phần camera sau của con K50 Ultra thì đối với cá nhân mình đánh giá rằng là nó phải được khoảng tầm 9,5 điểm trên 10 ở trong tầm giá. Tuy nhiên, với con K50 Ultra thì mình thấy rằng là nó vẫn có cái điểm trừ, đó là nó giống con 12T, là cái camera góc rộng của nó lại bị bóp luôn cái camera góc chính, vì camera góc rộng của nó chi tiết và chất lượng thực sự là không quá vượt trội. Và cái camera góc rộng này thì có độ phân giải 8 chấm, nó gọi là cách biệt quá xa với lại cái camera chính. Ok, ngoài ra thì khả năng quay video của em này cũng khá là ngon nha. Khả năng chống rung OIS của em này khá là tốt. Tuy nhiên nếu như các bạn di chuyển mạnh và có những cái dậm chân mạnh ấy, những cái rung lắc mạnh ấy, thì nó hơi giật một chút xíu. Và tóm lại về phần camera thì như mình đã chấm điểm rồi là 9,5. Còn đến với một cái điểm tiếp theo là về khoản pin, thì em này có một cái viên pin phải gọi là trâu ở trong tầm giá. Các bạn có một viên pin là 5000mAh, và quan trọng nhất thời gian sử dụng pin của nó thì cũng phải được tầm 7 tiếng, trên dưới 7 tiếng. Thời gian sạc chỉ mất đâu đó khoảng tầm 25 phút để sạc đầy viên pin này, thì mình thấy rằng nó quá bơ phệch. Về phần loa thì em này cái âm lượng của nó cũng rất là lớn, trải nghiệm âm thanh của nó cũng rất là tốt. Nói chung là không có gì để chê, ngoại trừ cái việc là khi mà chúng ta cầm nắm thì nó bị che mất một trong hai cái loa này. Đó, khi mà chúng ta nắm để chơi game PUBG như thế này, các bạn thấy không, là nó che mất cái loa ở phía trên này. Nếu mà chúng ta đổi ngược lại thì nó vẫn bị che mất cái loa ở phía trên. Cay thật sự. Ok, ngoài ra thì với những cái như là kháng nước nhẹ này, rồi những cái phụ kiện thì như mình đã show cho các bạn thấy hết rồi. Nói chung là với em này, trong tầm giá 10 củ khoai, anh em cần cấu hình, cần màn hình, cần pin trâu,
cần sạc nhanh, cần camera tốt thì quá ngon. Nhưng điểm trừ đó chính là về phần mềm, làm nó chưa được chỉnh chu lắm, thật sự luôn á. Là kể cả MIUI 14 trên con Xiaomi 13 hôm tới mình sẽ đánh giá cho anh em, mình không hài lòng lắm. Ok, anh em nghĩ sao về con K50 Ultra? Đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Với tầm giá này thì mình tin chắc rằng vô đối rồi. Nhớ để lại một like và subscribe. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.